Đấy thì sau khi xây xong cái bức ngôi nhà này thì chú thấy cái số tiền thiết kế mình bỏ ra có hợp lý không chú? Hợp lý lắm rồi, mình đầu tiên mình nghĩ là đắt, ngược lại thì mình nghĩ như thế này, xong thì mình tổng thể lại tất cả các việc mình thấy là hợp lý, vâng, không phải bác để sửa chữa, nhưng mà nó tiết kiệm. Đấy thì sau khi mà xây dựng xong thì với cái số tiền thiết kế như thế so với cái số tiền mà chú bỏ ra để xây cái ngôi nhà này tầm 800 chú nhỉ, thì là nó chú cảm thấy nó hợp lý và nó không phải bị lỗi cái gì đúng không chú? Cảm giác là mình chỉ sửa trước thôi, mình nhìn được cái nhà mình trước và đấy, nhưng mà thì thấy là nào làm mò, nếu mình làm cái kia mình làm mò, mình làm xong mình biết cái nhà mình. Đấy, đấy là những cái lời tâm sự của chú Giới mà sau khi đã thuê thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato, chú cho những cái cảm nhận của chú sau khi xây xong ngôi nhà. Đấy, xin chào các bạn, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi có chuyến thăm lại cái ngôi nhà nhà bác Giới tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế vào tháng mấy bác Giới nhỉ? Đây là bác Giới chủ nhà tháng 6. Đấy, và bác thi công trong vòng 6 tháng đúng không? Đấy, thì tôi giới thiệu với các bạn đây là bác chủ nhà. Thì hôm nay chúng tôi xin phép bác xuống đây để quay lại cái mẫu nhà để chia sẻ cho các bạn. Cho nhà đây. Thế thi công trong vòng 6 tháng này thì bây giờ chú thấy cái mẫu nhà này chú có ưng ý hết không? Trong quá trình thi công thì không thấy thắc mắc gì nhiều đúng không chú nhỉ? Đấy thì rất là đẹp, thì ngôi nhà mới hoàn thiện được trước Tết đúng không chú nhỉ? Giáp Tết. Và đang trong quá trình chờ sơn. Đấy, thì rằng năm nay sẽ sơn và ghi rồi đạt rồi sơn vườn luôn. Đấy thì nghe chú như vừa nãy cũng chia sẻ rất nhiều người đến xin mẫu đúng không chú? Đấy thì đây là dưới là có mẫu nhà đẹp nên là rất nhiều người đến xin. Thì do công ty thiết kế là chú hoạt cho mọi người đâu, đúng không? Đây thì mời các bạn cùng chúng tôi vào thăm quan cái mẫu nhà này. Thì tổng chi phí bây giờ tặng tạm là bao nhiêu tiền nhỉ? Là 800 triệu. Nó lặng cái móng. Móng ngày xưa nó là móng ao. À, móng ao, đóng cọc cũng đúng. Đóng cọc ở đây thì mình sâu, đợt đấy là sâu 1 mét nhỉ? Tầm cọc 5 mét đúng không? Đấy thì ngày xưa là bên này có một cái ao, thì các bạn nhiều ấy. Video khảo sát thì chú là bọn cháu vẫn còn mà. Đấy thì ở đây là nó gọi là cái ao sen. Đấy ngày đấy là cháu xuống đây là hai cây vào tập kim 12 cây này khoảng là cái ao. Nó liền nhau cái ao này. Sen nó sâu như này. Đấy thì đây là cái không gian xung quanh của cái ngôi nhà của chú Giới. Thì mọi người cùng nhìn xem và tham quan. Bên này thì nhà chú để lại một phần đất để sau sẽ mở cửa sổ và đi lại xung quanh. Đó, và phần trên trang trí những chi tiết vào chỉ con sơn rất là đẹp và nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà rất là thoáng mát. Và bên cạnh có những cái lỗ ánh sáng ở bên dưới. Đấy thì ngôi nhà này với chiều rộng là 9m và chiều sâu là 11m rưỡi. Đấy, mời các bạn cùng vào tham quan kỹ hơn cái xung quanh cái khuôn viên ngôi nhà này. Đây từ lúc thiết kế đến giờ thì hai cái cây mít và cây nhãn này trước nhà này rất là tự nhiên mà không phải là mới trồng đâu. Đấy, bước lên trên này là để chơi nhà đây, nền đất này toàn bộ làm trên đất ao và ép một tầm cọc. Đấy thì khi lên nhà thì chúng ta sẽ bước lên 5 bậc. Đấy, 1 này, 2, 3, 4, 5. Đấy, và đây là cái sảnh chính. Sảnh chính này của nhà chú là rộng 5m2. Với cái chiều từ phía bên kia này đến phía cuối này là 4m89.
ở đây thì ở bên hai cột thì mình trang trí những cái chi tiết của đèn, à chi tiết đèn, đây đèn này bật lên buổi tối thì sau là cổng, cổng lên, cổng nữa xong hàng và hàng rào thoáng. Đấy thì bên phía bên mép này thì nhà mình cũng có những cái cánh cửa rất là đẹp bằng nhôm Việt Pháp nhỉ. Đấy. Còn cửa chính ở đây là cửa bốn cánh làm bằng gỗ lim Nam Phi. Đây hai cánh nhỏ này chuyên cố định, hai cánh to, hai cánh to này mở ra và hai cánh nhỏ thì nó sẽ làm điểm nhấn như vậy. Mở hai cánh to thì hai cánh nhỏ nó giữ nguyên, thì nhiều nhà làm bốn cánh đều nhau xấu lắm, là nó hay bị sệ. Làm thứ hai thì mở là hai cánh kia. Đây là bên trong. Rồi, mời anh vào. Đây là cái không gian bên trong phòng khách này. Phòng khách toàn bộ phòng khách này rộng 31 m². Rất là rộng. Thì giới thiệu các bạn trong cái căn nhà này thì sẽ gồm 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng vệ sinh khép kín và một phòng bếp cùng với một vệ sinh phía bên ngoài để đi làm, thì mình sẽ đi từ bên ngoài vào làm bên ngoài, đỡ phải vào bên trong và thanh cửa. Thì bên trong vào bên trong phòng khách này thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều cửa, là hai cửa sổ to ba cánh của cái sáng, cửa hai cửa bên trong kia nữa. Thì theo thiết kế thì chỗ đấy sẽ là một cái ghi là kia là ghế. Đây là phòng khách rộng 31 m² này. Đây là cái bản thiết kế của chúng tôi. Thì chúng tôi lưu trên cả bản mềm, cả bản cứng. Bản cứng gửi cho chú thì nhiều người đến xem quá, thì mình lại cho mọi người mượn rồi để mọi người xem. Không biết mọi người có làm đúng gì hay không, tại vì mỗi người lại có một cái khuôn viên đất khác nhau. Thì họ chỉ lấy về họ co giãn thôi. Đấy thì ở phòng khách này thì mình có thể nhìn trực tiếp được một phòng ngủ ở bên cạnh này với 12 m² và một phòng ngủ ở dưới kia 13 m². Và bên trong cái buồng thì có một cái cửa đi xuống, và ở đấy cũng là phòng ngủ thứ ba, là phòng ngủ rộng nhất có nhà vệ sinh. Còn cuối sau cái phòng khách mà được ngăn chắn bởi bức tường này thì nó là cái phòng bếp. Đấy. Ok, thì bây giờ mời mọi người vào, đây anh đứng ở kia cho mọi người nhìn từ bên trong. Đấy thì ở đây chúng ta thì mình sẽ thấy được việc không gian bên ngoài và một phòng ngủ, hai phòng ngủ. Sau thì ở đây sẽ có nội thất và ánh sơn và một viên ở cuối đường. Rồi, để cho mọi người tham quan vào cái phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ thứ nhất đây, cửa là cửa phương bao đấy, gỗ là gỗ lim Nam Phi, đấy cánh rất là sáng và đẹp. Một thứ nhất đi rất là thoải mái. Đây, ở trong đây thì các bạn nhìn thấy ở đây phòng này với kích thước là 12 m², với chiều này là 3 m² này, có hai cửa sổ. Đây là một cửa sổ thứ nhất hai cánh này, bên này là một cửa sổ rộng 4 cánh nhìn ra phía là ngoài cổng. Ở đây là nhìn ra khu vực A. Đấy thì căn này là cao 3m9, rất là cao. Hôm nay cũng muốn là ai hiểu này cũng chưa thấy có mấy người ít người về nhà thì ít người hai nhà làm cái làm chưa chọn phòng à. Ta tiếp tục cái này là cái phòng thứ hai. Thế thì phòng ngủ này cũng rộng hơn một chút, 13 m², nhưng mà phòng ngủ này thì đã bí rồi, nó chỉ có một phòng ngủ một cửa sổ thôi. Đấy, nhưng mà thực ra nhìn ra ngoài chỗ thoáng nhà để đao người ta sân vườn này thì thoáng. Đấy, cũng khá đẹp. Đấy, trên thì đây mình sẽ toàn chỉ hết.
Vâng, đó là cái phần không gian ở bên ngoài. Đấy, gồm một phòng khách và hai phòng ngủ là ở phần bên ngoài. Và phần tiếp theo thì mình sẽ đi vào cái phần không gian thứ hai. Thì nó chia làm ba phần rõ rệt đấy. Vâng. Chỗ không gian thứ nhất là ở ngoài này. Phần thứ hai là không gian phòng ngủ và phòng bếp. Thứ ba là cái phòng bên ngoài. Ba phần không gian đó. Thì mời bạn sang phần không gian thứ hai. Thì đi từ phòng khách vào cái là chúng ta thấy không gian thứ hai. Không gian thứ hai ở đây là phòng bếp. Ngay sau phòng khách. Cái phòng bếp này thì với diện tích là 19m2, rộng thì là gần 5m. Rộng gần 5m. Thì đây là không gian phòng bếp. Thì ở phòng bếp này thì chỗ khu vực nấu ăn này ốp những cái viên gạch như này, nó vừa dễ vệ sinh. Đấy, xong là rất là sáng xanh. Và cái bếp nào là gỗ bắt thôi. Đấy thì ở phòng bếp này thì chúng ta có thể nhìn ra được khu vực phía bên ngoài là phần thứ ba của ngôi nhà đấy. Đấy và anh thì đứng xuống đây. Đây ở đây có một cái cửa sổ đấy. Cửa sổ đây nhìn ra khu vực đằng sau vừa để thoát mùi này, vừa để đấy. Rồi đây thì cửa này là cửa đi ra phần bên này. Đây thì khi mình thiết kế bếp như này và mình nấu ăn thì mình có thể nhìn ra được cái khu vực ngoài phòng khách, xem là ai vào chơi hay như thế nào thì mình có thể kiểm soát được cái khu vực phía bên ngoài. Đấy, như thế này thì chúng ta có thể nhìn qua bên ngoài sau qua hai cái ô thoáng này và kính rất là đẹp. Sau nếu mà mình muốn không chế mùi thì lại đi cửa hoặc cái gì đấy sau thì không chả bị mùi gì nữa, thì nó thành không gian riêng luôn. Đấy, và bên cạnh là phòng bếp là phòng ngủ. Thì ở đây phòng ngủ này là một cái phòng ngủ khép kín với diện tích là 14m2. Thì ở đây là chúng ta cũng được trang bị một cái phòng vệ sinh. Đó, phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này rộng 4m2 và khu vực phòng ngủ cũng 2 cửa sổ có một cái độ thông gió cho nhà vệ sinh. Đây là cái phòng khép kín, chắc là để anh chị ở phòng gia đình. Đấy thì các bạn vừa nhìn qua một phòng khách, một phòng bếp và ba phòng ngủ của nhà bác Giới tại khu vực Cẩm Hương, đường Dài Hải Dương. Tiếp theo thì mời các bạn ra cái phần không gian thứ hai. Thì ở đây là cái không gian thứ ba. Thì ở đây là khu vực nằm ngoài luôn. Ở bên trên thì đây mình sẽ đi theo ba bậc sau sẽ làm thêm sân nó lên đây. Rồi. Sân lên là vừa bằng cái gì? Sân lên trên đấy. Rồi, và đây là cái phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh này là cái phòng vệ sinh nằm ngoài. Cũng diện tích là 4m2. Và ở đây thì khi đó thì mình sẽ đi làm vườn hay là mình có việc gì bận và chân tay bẩn thì đỡ phải chạy vào nhà. Đấy, đi này đi qua này vào đây luôn. Thì nó tiện. Có chỗ này thì sẽ làm nhà để xe. Sân. Đấy thì trên đây thì Nam mình sẽ bắn máy kính, che nắng, che mưa, mát. Đấy, cái phòng vệ sinh này thì hơi thấp hơn, đã nằm bên ngoài. Đấy thì đứng ở đây thì anh có thể nhìn thấy là khu vực dưới chân tường này thì ốp bằng đá, màu rất là đẹp, chống mốc. Đấy. Cách tân đi rất nhiều. Còn phần trên này là cốt 00 của ngôi nhà. Đấy, ngói ở đây thì mình dùng ngói xanh. Ngói Fuji Nhật Bản, bắn ngói vít. Thì ở trên những cái rìa mái thì mình đổ bê tông. Còn ở phía bên đằng trong, trong nhà đấy thì trông nóng thì mình bắn xà gồ thép, bắn ngói vít thôi. Đấy, bên ngoài thì nhìn như này thì y hệt như là đổ bê tông hết đấy. Không ai biết được, chi phí thì nó cũng tiết kiệm. Rồi ngói thì nó ngói này là ngói chất lượng đấy, trắng bê tông. Đấy, những cái chi tiết tàu chỉ trên mái. Đấy, xung quanh đây những chi tiết tàu chỉ rất là đẹp. Thì mời các bạn cùng xem cái video khảo sát flycam từ trên cao để nhìn hơn rõ hơn được cái ngôi nhà này nhé.
các bạn có thích cái mẫu nhà như thế này hoặc là tương tự như thế này thì có thể hoặc là những cái mẫu nhà khác dành riêng cho các bạn thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Tôi sẽ tư vấn thiết kế cho bạn cái mẫu nhà mà các bạn ưng ý nhất, phù hợp nhất với cái khuôn viên, khu đất nhà bạn và hợp phong thủy theo tuổi của nhà gia chủ. Đây là một trong những cái mẫu nhà mà chúng tôi muốn chia sẻ để cho các bạn. Còn rất nhiều mẫu nhà khác thì các bạn có thể đăng ký kênh hoặc là liên hệ với số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ cho các bạn xem tất cả những cái mẫu nhà mà chúng tôi đã từng thiết kế và thi công. Nếu các bạn có thích hoặc là muốn làm riêng những cái mẫu nhà riêng cho mình thì hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế cho bạn một ngôi nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các mẫu video chia sẻ mẫu nhà tiếp theo.